Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, giai đoạn trẻ từ sơ sinh đến 3 tuổi được xem là giai đoạn vàng cho sự phát triển của trẻ về trí tuệ, chiều cao, sức khỏe và khả năng miễn dịch của cơ thể. Nói cách khác, sự phát triển và tương lai của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào việc trẻ được chăm sóc như thế nào ở giai đoạn này. Tuy nhiên, một chế độ dinh dưỡng thế nào được coi là hợp lý và lựa chọn sữa nào là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ ở giai đoạn này? Tất cả câu trả lời sẽ có trong chương trình hôm nay với sự tư vấn của thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải, giám đốc trung tâm khám và tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Thưa bác sĩ, dinh dưỡng hợp lý cho trẻ giai đoạn từ sơ sinh đến 3 tuổi thì có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của trẻ và nhu cầu dinh dưỡng của trẻ ở giai đoạn này thì có khác biệt gì so với các giai đoạn khác? Hiện nay thì người ta nói rất nhiều đến cái 1.000 ngày đầu đời, tức là bao gồm 9 tháng 10 ngày em bé nằm trong bụng mẹ, tiếp đó là 2 năm đầu của cuộc đời và thậm chí là đến 3 tuổi là cái giai đoạn quan trọng nhất, bởi vì chúng ta phải biết là cái thức ăn của em bé, nhất là cái giai đoạn mới sinh ra thì thức ăn tốt nhất của em bé đó là sữa mẹ, và tiếp theo đó là đến giai đoạn ăn bổ sung. Và đặc biệt thì tất cả những các cái bộ phận của em bé, ví dụ như là não thì cũng phát triển đến 2 tuổi đã bằng 80% não của người trưởng thành rồi. Thế rồi chiều cao của em bé lúc 2 tuổi thì đã bằng một nửa chiều cao của người trưởng thành rồi. Thế cho nên là tất cả những cái vấn đề nuôi dưỡng em bé trong giai đoạn này thì vô cùng quan trọng, nếu như mà chúng ta để lỡ cơ hội và chúng ta nuôi bé mà để cho bé bị suy dinh dưỡng thì sau này em bé của chúng ta sẽ không có cơ hội để cao lớn. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà chúng ta lại nuôi mà nó không đúng mà để cho em bé bị béo phì trong giai đoạn này thì cũng rất là nguy hiểm, bởi vì nếu mà béo phì từ bé thì lớn lên cháu lại 75% trường hợp người ta nghiên cứu là nếu như cháu bé nào mà béo phì từ lúc dưới 2 tuổi thì sau này 75% lớn lên sẽ trở thành những người lớn bị thừa cân béo phì. Thế chính vì vậy cho nên là cái vấn đề nuôi con trong cái giai đoạn này thì đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Sữa vốn được xem là nguồn dinh dưỡng thiết yếu của cơ thể, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Vậy bác sĩ có thể lý giải điều này được không ạ? Sữa thì đương nhiên là thức ăn chính của em bé dưới 6 tháng rồi, đúng không ạ? Và lúc đấy thì đương nhiên sữa mẹ sẽ là cái nguồn cung cấp tốt nhất cho em bé của chúng ta. Thế còn bắt đầu từ 6 tháng trở ra thì ngoài sữa ra thì bắt đầu em bé tập thêm ăn các thức ăn khác thì chúng ta gọi là ăn dặm. Nó gọi là ăn dặm thôi, cho nên là sữa cũng vẫn là chính. Ví dụ như là từ 6 tháng cho đến 1 tuổi thì sữa vẫn phải chiếm từ 60 đến 70% năng lượng của khẩu phần ăn. Thế bắt đầu từ trên 1 tuổi trở lên thì nó cũng vẫn còn phải chiếm khoảng đến 50% năng lượng của khẩu phần ăn. Đấy. Thế và bắt đầu từ 3 tuổi trở lên thì nếu như mà có điều kiện chúng ta vẫn phải cho bé duy trì khoảng 400 đến 500ml sữa mỗi ngày. Và 400 đến 500ml sữa mỗi ngày thì nó cũng cung cấp cho bé ví dụ như là 100ml sữa mà một công thức pha chẳng hạn thì cung cấp khoảng 65 đến 70 kcal. Thế thì một ngày như vậy thì sữa cũng phải cung cấp vẫn khoảng 300 đến 400 kcal nữa, thì như vậy thì vẫn phải cung cấp 1/3, chiếm 1/3 cái nhu cầu năng lượng trong khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ. Đấy. Thế như vậy thì có thể nói rằng là đối với trẻ nhỏ thì đúng là sữa là một thức ăn thiết yếu không thể thiếu được. Thưa bác sĩ, một trong những nỗi băn khoăn lớn nhất của các bà mẹ hiện nay đó là việc lựa chọn sữa như thế nào để phù hợp và tốt nhất cho bé yêu của mình. Vậy bác sĩ hãy cho biết một số lựa chọn sữa tốt và phù hợp cho trẻ từ giai đoạn sơ sinh đến 3 tuổi được không ạ? Từ trước đến giờ chúng ta đều biết là sữa mẹ luôn luôn là thức ăn tốt nhất cho em bé của chúng ta. Trên thực tế thì như tôi đã nói thì cũng rất nhiều các bà mẹ của chúng ta vì cái điều kiện, thứ nhất là có thể vì công việc này, cũng có thể để người là do lý do bệnh tật này, hay là nhiều cái nguyên nhân khác nữa mà rất nhiều các bà mẹ của chúng ta hiện nay là thiếu dùng nước sữa. Thế cho nên là bắt buộc chúng ta phải dùng sữa bột công thức thay thế. Thế thì nếu nói sữa mẹ là tốt nhất rồi, cho nên ý, thì cái sữa nào mà sản xuất mà dựa theo thành phần công thức mà nó càng gần giống với sữa mẹ bao nhiêu thì đấy là sữa tốt nhất đối với em bé. Một số gia đình hiện nay thì quan tâm tới sữa mát, tốt cho hệ tiêu hóa và sự phát triển của trẻ. Vậy dưới góc độ khoa học thì sữa mát được hiểu như thế nào ạ? Theo tôi nghĩ là tức là cái sữa đấy mà em bé uống vào là hấp thu tốt, đặc biệt là nó không có tình trạng táo bón. Đấy, không có tình trạng táo bón và cháu tiêu hóa đi ngoài phân rất là tốt đấy. Chứ còn tình trạng chúng ta thì biết là các cái sữa bột công thức rất nhiều người cháu là uống là tương đối là bị táo bón. Mà táo bón thì làm cho bé ức chế hấp thu canxi, ức chế hấp thu các cái vi chất dinh dưỡng khác, cho nên là em bé của chúng ta thường là không lớn được là do nguyên nhân táo bón. Thế cho nên là cái sữa mát là cái sữa mà nó có chứa những cái con vi khuẩn có lợi và đồng thời là có chứa những cái chất xơ hòa tan. Thưa bác sĩ, chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có nhận được rất nhiều thư của khán giả gửi về, và một số khán giả thì hỏi về sữa Grenoble và thành phần dinh dưỡng có trong Grenoble. Bác sĩ có thể giải đáp thắc mắc này được không ạ? Cái sữa Grenoble là cái sữa mà được nhập khẩu nguyên lon từ Hàn Quốc của cái tập đoàn Lotte thì cũng mới nhập khẩu vào Việt Nam thôi, cũng chưa lâu lắm. Thế nhưng mà theo như tôi tìm hiểu, tôi được biết thì cái sữa này thứ nhất là cái vị của nó là cũng không ngọt lắm, cho nên là
nó cũng gần gần giống với cái vị của sữa mẹ, tức là nó cũng không ngọt. Đấy là cái mà tôi thấy là rất nhiều các bà mẹ dùng là khi nói là cái vị của nó là rất là nhạt. Thứ hai nữa là thành phần ở đây thì cũng cái thành phần đạm whey thì cũng chiếm tới 60%. Chúng ta được biết là đạm trong sữa bò thì đạm whey là chỉ có 20%, 18-20% thôi, còn chủ yếu là đạm casein là chỉ tới 80-82%. Thế thì đạm whey là như thế nào? Đạm whey tức là cái đạm mà nó dễ hòa tan, thế cho nên là em bé của chúng ta uống vào thì sẽ hấp thu một cách tốt nhất và cũng không gây cái tình trạng táo bón của em bé. Đấy thì cái đạm whey ở cái trong cái sữa Grand Nuber này thì là nó cũng khoảng 60%, như vậy thì nó ngang bằng với sữa mẹ. Cái thứ ba là thành phần các cái chất dinh dưỡng đặc biệt đầy đủ, vitamin D, vitamin A, canxi, sắt, kẽm. Đấy. Và đặc biệt là trong cái thành phần protein ấy có chứa nucleotide, tức là một cái loại protein mà có tác dụng tăng cường cái hệ miễn dịch của em bé của chúng ta cũng rất là tốt. Và thứ nữa thì là cũng chứa cái lợi khuẩn, tức là lợi khuẩn tức là chứa cái con vi khuẩn có lợi probiotic, như vậy thì cũng giúp cho cái việc tăng cường hệ miễn dịch cũng như là giúp cho em bé của chúng ta cải thiện cái tình trạng tiêu hóa, tránh cái tình trạng táo bón của em bé của chúng ta. Thế rồi là một cái mà chúng ta quan tâm nhiều nhất ở đây là uống sữa làm sao mà để cho em bé phát triển chiều cao, thì cái tỷ lệ canxi trên phốt pho của cái sữa Grand Nuber này thì là cũng tỷ lệ 1:1.8, cho nên là cũng là cái tỷ lệ cũng gần gần ngang với sữa mẹ. Thì như vậy thì làm cho cái canxi cũng hấp thu tốt hơn, như vậy thì làm cho em bé của chúng ta cũng có thể phát triển chiều cao một cách tốt nhất. Thế còn lại thì cả thành phần về năng lượng cũng như là thành phần về các cái chất dinh dưỡng khác thì tôi nghĩ là cũng tương đối là phù hợp và nó cũng gần ngang giống với cả sữa mẹ. Vâng, có một khán giả có một câu hỏi tiếp theo như thế này. Tôi có đọc được thông tin về sữa Grenoble và được biết sữa Grenoble là sữa duy nhất được sản xuất theo công nghệ MSD. Vậy xin bác sĩ cho biết công nghệ MSD là công nghệ như thế nào ạ? Thì theo như tôi được biết thì cái sữa Grenoble này thì nó có một cái đặc điểm của công nghệ mới là công nghệ MSD. Thì ở đây tức là cái công nghệ người ta gọi là sấy chân không ra nhiệt, tức là ở một cái nhiệt độ thấp. Đấy, ví dụ ở một cái nhiệt độ thấp nhưng mà ta phải sấy theo nhiều bước, thế là cái thời gian nó lâu hơn ấy, thì cho nên là nó đảm bảo giữ được các vitamin và khoáng chất, nó không bị mất đi quá nhiều trong quá trình chế biến. Thế cho nên là khi mà thành sản phẩm rồi thì cái thành phần các vitamin và khoáng chất nó còn được giữ nhiều hơn ở trong thành phần, như vậy thì sẽ rất tốt cho em bé. Một câu hỏi nữa từ khán giả nói rằng là tôi được biết sữa Grenoble có chứa DHA chất xuất từ thực vật và đã được cấp bằng sáng chế. Vậy thì theo bác sĩ, DHA chất xuất từ thực vật thì có gì khác so với từ động vật ạ? Thì DHA là một trong những axit béo chưa no chuỗi dài, rất là quan trọng đối với phát triển trí não của em bé của chúng ta, phát triển trí não, phát triển thị giác. Thế chứ còn thì hàm lượng DHA thì nó cũng tương ở trong cái sữa Grand Nuber này là cũng tương đối là cao, tỷ lệ DHA trên ALA là tỷ lệ 1:1, và như vậy thì cũng sẽ giúp cho em bé của chúng ta phát triển trí não một cách tốt nhất. Và cái đặc biệt nó khác biệt hơn là nó là chất xuất từ thực vật, cho nên là tránh được cái tình trạng ô nhiễm, ví dụ như chất xuất từ cá chẳng hạn thì là cũng có thể là có nguy cơ là những con cá mà nó sống lâu ở dưới biển ấy thì là có thể nó cũng càng những con cá to thì là ngộ độc thủy ngân, ngộ độc cái thứ là nó cũng cao hơn. Đấy thì nó sẽ tránh được những cái tình trạng mà ngộ độc những khi mà nặng. Giai đoạn trẻ sơ sinh đến 3 tuổi được các nhà khoa học khẳng định là giai đoạn vàng cho sự phát triển toàn diện về thể chất, chiều cao và trí não. Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, cùng với sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng đã cho ra đời khá nhiều các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, trong đó có các nhãn sữa bột công thức. Tuy nhiên, một trong những dòng sản phẩm thu hút được sự quan tâm yêu mến của các gia đình Việt trong thời gian gần đây và được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng đó là sữa Grenoble. Dù có mặt ở Việt Nam chưa lâu, nhưng Grenoble đã khá nổi tiếng ở các nước. Đây là dòng sản phẩm của Lotte Food thuộc tập đoàn Lotte nổi tiếng trên toàn thế giới. Grenoble 123 dành cho bé từ 0 đến 6 tháng tuổi, từ 6 đến 12 tháng tuổi, từ 12 đến 36 tháng tuổi, được sản xuất dựa trên những nghiên cứu hiểu rõ về thể trạng khẩu vị của trẻ em châu Á, với các thành phần dinh dưỡng hoàn hảo dành cho trẻ nhỏ như bổ sung các vi khuẩn cộng sinh có lợi, probiotic, vitamin, khoáng chất, canxi, phốt pho, nucleotide, hệ chất xơ GOS, FOS, DHA, ARA phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO khuyến nghị. Hai công nghệ độc quyền do các nhà khoa học Grenoble nghiên cứu và đã được cấp bằng sáng chế đó là công nghệ sấy khô nhiều giai đoạn ở nhiệt độ trung bình MSD, đảm bảo giữ được nguyên chất dinh dưỡng không bị phá hủy như công nghệ sấy khô thông thường, và DHA chiết xuất từ vi tảo được kiểm soát trong môi trường nghiêm ngặt bền vững.
Điều quan trọng hơn, cùng với chế độ chăm sóc hợp lý, bé phát triển chiều cao cân nặng phù hợp với tiêu chuẩn của viện dinh dưỡng đưa ra. Hạ sử dụng được khắc đáy lon giúp cho các bà mẹ rất yên tâm lựa chọn cho bé yêu của mình. Trẻ nhỏ luôn là mối quan tâm hàng đầu của các gia đình, là niềm tin, là niềm hạnh phúc và là niềm hy vọng của mỗi người, mỗi nhà. Vì vậy, các gia đình nắm bắt những cơ hội vàng trong giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ, cập nhật những công thức chăm sóc tốt nhất đã được chứng nhận và có sự đầu tư kịp thời xứng đáng, mà còn là hành trang mở ra cánh cửa tương lai sáng lạng và vững vàng về sau. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của đời sống xã hội và sự tiến bộ trong ngành dinh dưỡng thực phẩm đã cho ra đời những giải pháp giúp phát huy tối đa tiềm năng của con người. Và trẻ thơ chính là niềm vui, niềm hạnh phúc và tương lai của cả gia đình và xã hội. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy đến với những thông tin tiếp theo của chương trình.